điểm tin bóng đá 24 giờ ngày 18 tháng 9, thần đồng Fati lập kỷ lục cho Barca, Pogba mang tin vui tới Manchester United. Mason Mount chấn thương kinh hoàng, lỡ đại chiến với Liverpool. Nhưng chuyện đen đủi vẫn chưa buông tha Chelsea khi ngay ở trận ra quân Champions League, The Blues gặp tổn thất nặng nề khi sao trẻ đăng lên Mason Mount gặp tổn thương nghiêm trọng ở mắt cá. Đúng vào lúc niềm tin lên cao nhất, Mason Mount và Lampard phải đón nhận một gáo nước lạnh. Ngay phút 15, sao trẻ của Chelsea bị cựu tiền vệ Arsenal Francisco Kelleh đạp thẳng vào mắt cá sau một pha tranh chấp. Mount cả lần đau đớn trước khi gục ngã xuống sân. Sau khi có sự trợ giúp của đội ngũ y tế, Mount mong muốn tiếp tục được thi đấu nhưng rốt cuộc vết thương quá đau khiến anh phải rời sân ở phút 16. Vẫn chưa có thông tin chính thức từ Chelsea, nhưng nhìn qua tình hình, khả năng Mount ra sân trong đại chiến với Liverpool vào cuối tuần này là rất thấp. Thần đồng Fati tiếp tục xác lập thêm kỷ lục tại Barca. Sau khi xác lập những kỷ lục tại La Liga, Ansu Fati, tài năng trẻ của Barcelona chinh phục thêm những cột mốc mới tại Champions League. Fati đang có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp sau khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho Barca tại La Liga ở trận đấu với Osasuna. Tài năng trẻ này tiếp tục chinh phục kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận đấu tại La Liga khi Barcelona đánh bại Valencia với tỷ số 5-2. Đó là tiền đề để Fati hướng ra biển lớn Champions League. Và quả thực, với việc Messi mới chỉ trở lại sau chấn thương, Fati tiếp tục được huấn luyện viên Ernesto Valverde điền tên vào đội hình xuất phát của Barca trong chuyến hành quân đến sân Signal Iduna Park của Dortmund. Nhờ vậy, Ansu Fati đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barca ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ khi mới 16 tuổi 321 ngày. So với kỷ lục cũ 17 tuổi 22 ngày của Bohan Krkić, Fati trẻ hơn khá nhiều. Pogba mang tin vui tới cho fan MU. Pogba đã dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Southampton ở ngoại hạng Anh hồi đầu tháng 9. Với chấn thương này, Pogba đã buộc phải rút lui khỏi thành phần đội tuyển Pháp tham dự chiến dịch vòng loại Euro 2020, nhường chỗ cho đàn em Matteo Guendouzi đã khoác áo Arsenal. Theo nhận định ban đầu của bộ phận y tế, Pogba có thể bình phục chấn thương sau khi loạt trận quốc tế khép lại. Tuy nhiên, chấn thương của cầu thủ 26 tuổi tiến triển khá chậm và anh không thể ra sân trong chiến thắng tối thiểu của MU trước Leicester tại giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Tuy nhiên, trong buổi tập mới nhất ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, trên trang Instagram cá nhân của mình, Pogba đã đăng tải bức ảnh đi giày có mặt trên sân tập cùng dòng chú thích loading. Điều này làm dấy lên những thông tin cho rằng tiền vệ người Pháp đã trở lại tập luyện và sẵn sàng tái xuất.